Hello, bạn nhìn đây. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc nó ra đi. Thật là lót cho bạn cẩn thận quá. Thực ra đó là một cái tụ điện như cái gì đâu bạn. Nó đề là cái chữ là 3V7. Có điện không ta? Sao có điện không đã chứ? Bạn có nhìn cái đồng hồ đó không? Đâu nha. Vẫn đang có điện đây này. Đấy, có dương âm đàng hoàng. Bây giờ mình có một cái bóng như thế này này. Đây là bóng 3V, 3V7 nhá, 3V, 3V5. Mình nghĩ là chỉ là cái áp ảo thôi chứ làm sao mà sáng nổi nhỉ. Bây giờ mình đấu ngược lại đi. À, nó vẫn sáng các bạn này. Rồi, bây giờ ở đây có một cái cục sạc. Đấy, cục sạc này nó hơi khác người một tí. Đấu cái đường dương của đây nhá. Đấy, một cái dây nữa đâu ta nhỉ. Một cái này là âm này. Hai cái này thì không thể nào mà chập nhau được đâu bạn ạ. Âm ở trên đây ghi rất là rõ và dương ghi cũng rất là rõ luôn này. Rồi, bây giờ mình từ từ mình hãy đấu vào đã. Mình làm chi? Ý mình là bây giờ mình muốn bấm thời gian để mà tốc độ sạc pin đó. Bấm giờ đấy nha bạn nha. Mình chưa bấm đâu. Chờ mình chút. Đầu tiên mình sẽ cắm cái này vào này. Đấy. Nhưng mà không sáng sao ạ? Bây giờ ở đây nó không hề sáng nha bạn nha. Và mình sẽ bấm trước đi một tí đi, bởi vì mình không có kịp tay. Rồi, bấm rồi đã. Trừ đi 3 giây nhá. Trừ đi 6 giây đi, trừ 6 giây. Và bây giờ là 9 giây rồi. Đấy, 9 giây. Và nó đang sạc. Để mình xem tình trạng nó sạc như thế nào. Bạn nhìn thấy nó đang sạc không ạ? Đây này, nó đang nháy này. Hello, như vậy là tình hình bây giờ là đã 2 phút rồi. Gần 3 phút rồi bạn này. Đấy, bạn thấy không? Gần 3 phút. Và nó vẫn đang sạc. Chẳng lẽ là nó lại cứ sạc mãi hay sao ta? Hello bạn. Bây giờ đã là 6 phút, 7 phút rồi. Gần 7 phút rồi bạn ạ. Vẫn như thế. Vẫn đang cứ sạc kiểu đó đó. Cái này quảng cáo rất chi là nó quảng cáo là sạc nhanh. Nhưng mà bây giờ mình đang thử xem. Khá là lâu rồi bạn ơi. 21 phút. Rồi nó vẫn cứ sạc như vậy. Như vậy là sao ta? Mình quyết định để chờ thêm nữa. Hello bạn. Lúc nãy giờ mình mắc lúi húi ở kia, mình không có để ý cái chi cả. Chắc là ở cái tầm cỡ 40 phút hay 45 phút gì đó mình không có. Đồng hồ vẫn chạy này. Mình lúi húi làm cái kia quên đi. Nó không sáng đèn đấy nha. Như vậy là nó sạc tầm 40 phút. Ôi trời ơi. Lâu vậy ta. Rồi, nó đã đầy. Tầm cỡ 40 phút bạn ạ. Thử tiếp một quả led nữa nha bạn nha. Đấy đó bạn ạ. Đấy, thật là sáng sủa nhỉ. Khéo cháy led luôn nó chưa. Bây giờ mình sẽ đo điện đi. Bởi vì khi đầy là nó bao nhiêu. Không ngờ nó cũng lâu đấy chứ bạn nhỉ. 40 phút liền. Ngang với bạn sạc với điện thoại. Không phải là pin xịn cho lắm. 3,9V bạn này. Gần 4V. Đấy, ok. Thế là bây giờ mình thử vào cái vật muỗi sân nhá. Vậy là ở đây thì mình chỉ là thử thôi, bởi vì cái này nó chỉ có 300mA. Cả 300mA đâu. Nhưng mình vẫn thử lắp vào đây xem. Âm dương luôn bạn này. Mình tháo cái pin này ra để sau đó mình thử. Tháo một hàn làm chi cho mệt nhỉ. Cắt ra được rồi. Đâu đúng âm dương thôi ạ. Dương lại là cái để phía đen. Được ta. Đây là dương nha, đúng dương âm chí. Giờ sẽ là bật công tắc. Đây, đèn vẫn sáng bạn này. Đèn sáng. Còn bây giờ sẽ thử bóc cò. Bóc cò đâu, đây à? Đây thì phải thử như thế này đúng không? Vẫn hay đó bạn ạ, được.